Tòa tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân trong vụ án thứ hai. Ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị có liên quan. 34 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Đối với vấn đề các bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường tiền gốc, lãi và các khoản chi phí liên quan, hội đồng xét xử dành quyền cho các bị hại giải quyết trong các quan hệ dân sự khác. Về tính tiết tăng nặng, 29 bị cáo bị xét xử về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội lần 2 trở lên đối với 29 bị cáo này. Riêng về tình tiết tăng nặng phạm tội có tổ chức, hội đồng xét xử áp dụng đối với các bị cáo là nhân sự chủ chốt của SCB, công ty chứng khoán Tân Việt và tập đoàn Vạn Thịnh Phát vì các bị cáo này có sự cấu kết, bàn bạc chặt chẽ trong việc phát hành, phân phối các lô trái phiếu. Các bị cáo còn lại không bị áp dụng tình tiết tăng nặng này. Theo hội đồng xét xử, có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu, họp bàn với các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát SCB, công ty TVSI chọn và sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Secha phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng của hơn 35.000 bị hại. Hội đồng xét xử xác định tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã hoàn thành khi người dân chuyển tiền để mua các lô trái phiếu. Sau khi thu được tiền từ người dân, các bị cáo đã sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối, sử dụng tiền của người dân vào nhiều mục đích khác nhau như trả các khoản nợ cũ, chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, bị cáo Lan còn chỉ đạo các bị cáo khác chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.000 tỷ đồng do phạm tội mà có, do đó đã phạm vào tội rửa tiền. Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, dù các bị cáo không mang tiền qua biên giới về mặt cơ học, nhưng các bị cáo đã lợi dụng thanh toán quốc tế, giao dịch ngoại hối của ngân hàng để thực hiện hành vi vận chuyển tiền qua biên giới với số tiền đặc biệt lớn 4,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là phương thức thủ đoạn mới, do đó việc truy tố, xét xử các bị cáo về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là có căn cứ. Vụ Vạn Thịnh Phát, tòa nhận được gần 6.000 đơn yêu cầu bồi thường của bị hại. Sau gần một tháng xét xử, ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Trong phần nhận định, hội đồng xét xử cho rằng, quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận vai trò chủ trương phát hành trái phiếu, chỉ thừa nhận cho Nguyễn Phương Hồng, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, mượn các công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Đối với tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới và tội rửa tiền, bị cáo Lan cho rằng cùng số tiền, cùng một thời gian và một hành vi, nhưng truy tố bị cáo hai tội danh là bất lợi cho bị cáo. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, bị cáo Lan đồng ý dùng toàn bộ tài sản cá nhân, tài sản của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ưu tiên trả cho các bị hại. Trong khi đó, các bị hại là những nhà đầu tư trái phiếu khống cho rằng họ bị công ty chứng khoán Tân Việt và SCB dẫn dụ để mua trái phiếu. Từ đó, họ yêu cầu bà Lan trả lại số tiền đã chiếm đoạt cùng lãi suất như quy định. Hội đồng xét xử cho biết vụ án có 35.824 bị hại cư trú tại 58 tỉnh, thành trên cả nước và 5.965 đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, có hơn 1.000 đơn yêu cầu bồi thường thuộc các mã trái phiếu nằm ngoài vụ án nên không được xem xét. Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thể hiện qua việc bị cáo Lan đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gồm các công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Secha, để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Về hành vi rửa tiền, theo hội đồng xét xử, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền 445.000 tỷ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng này. Về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, mỗi khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bị cáo Lan đã giao cho các thuộc cấp lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài. Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam
và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống SCB. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự xã hội, ảnh hưởng đến đầu tư trong và ngoài nước, nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo đem bán cho các nhà đầu tư. Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ của hơn 35.000 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán. Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi tham ô tài sản từ nguồn tiền của ngân hàng SCB, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau. Tất cả chúng ta ở đây có một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ. Đúng không quý vị? Bà Phương Hằng vừa ra tù liền báo tin nóng, cộng đồng mạng ngán ngẩm, ngựa quen đường cũ. Tối ngày 15 tháng 10, fanpage chính thức của khu du lịch Đại Nam đã thông báo đăng tải thông tin về talk show Thông Cảm Hay Vô Cảm, trò chuyện cùng CEO Nguyễn Phương Hằng. Được biết, nhân dịp chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ tổ chức talk show nhằm chia sẻ góc nhìn về vai trò phụ nữ trong xã hội hiện đại, suy ngẫm về giá trị cốt lõi trong giao tiếp, ứng xử của con người, đặc biệt là phái nữ. Điểm đặc biệt của chương trình là buổi talk show sẽ chỉ diễn ra trực tiếp. CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ giao lưu và trả lời trực tiếp các câu hỏi của khán giả có mặt tại sự kiện, mang tới một bầu không khí gần gũi và tương tác chân thật nhất. Phía Đại Nam cho biết, sau thông báo này của bà Hằng, dưới phần bình luận của bài đăng này thì cũng đã tràn ngập những sự ngán ngẩm, cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đang ngựa quen đường cũ. Một số người bình luận việc nữ CEO nói không live stream nhưng thay vào đó lại tổ chức talk show, phát sóng trực tiếp thì chẳng khác nào là nó một đường là một nẻo. Còn nhớ ở thời điểm bà Phương Hằng vừa được trả tự do, đại diện công ty Đại Nam xác nhận thông tin bà Nguyễn Phương Hằng sẽ không live stream trên tất cả các phương tiện truyền thông từ đây về sau vì lý do sức khỏe và muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Dư luận tỏ ra đồng tình với quyết định này của nữ CEO, bởi trước đó bà phải ngồi tù cũng vì là không kiểm soát được lời nói trong các buổi phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên có vẻ như đó chỉ là một chiêu đánh lạc hướng hoặc lời nói vui của bà Phương Hằng. Tuy nhiên không live stream nhưng bà chủ Đại Nam vẫn có những phát ngôn gây bão, thậm chí hiện tại còn thông báo tổ chức luôn talk show. Gần đây nhất bà Phương Hằng còn gây xôn xao khi hứa hẹn nói sự thật về ông Thích Minh Tuệ. Và tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng là ông ta đúng chỗ nào, ông ta sai chỗ nào. Được không ạ? Được. Bà nói, ở đây có một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ. Nhưng quý vị tin một điều, Nguyễn Phương Hằng tôi quả không bao giờ là chuột. Một nửa thì ngưỡng mộ thầy, còn một nửa thì chống đối. Tôi sẽ chứng minh cho ông ta biết là ông ta đúng chỗ nào, sai chỗ nào. Chị em phụ nữ dễ mù quáng lắm. Tôi nói câu này ra, nhiều người không thích tôi đâu. Các thầy tu đa số Phật tử là phụ nữ không. Những vấn đề nhạy cảm tôi sẽ nói vì bản thân tôi đã trải qua rồi. Chính tôi cũng đã từng bị những ông thầy tu thả tim trùm trùm. Mình phải thần tượng ông bà tổ tiên cho mẹ mình, quê hương đất nước mình. Còn những người tu, họ tu cho bản thân họ, họ không tu cho mình, còn mình cũng sưởng cho họ, để họ tu chứ không có phước. Chia sẻ của bà đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Trước những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, phía bà Nguyễn Phương Hằng và Đại Nam vẫn chưa có phản hồi thêm. Hội đồng xét xử, bà Trương Mỹ Lan phải chịu hình phạt nặng nhất trong vụ án. Sáng ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Phát cùng 33 đồng phạm. Gần 4 giờ làm việc buổi sáng, hội đồng xét xử đã nhận định xong hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa xác định bà Trương Mỹ Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB đã đồng ý với đề xuất của Nguyễn Phương Hồng đã chết về việc phát hành trái phiếu nhằm xử lý khó khăn về tài chính. Để thực hiện, bị cáo đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB, đưa ra chủ trương về phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát, An Đông, Sunnyworld, Quang Thuận và Zeta, đồng thời chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát ký hợp đồng mua hồ sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty nói trên và công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Peninsula đối tác để lên phương án về việc kiếm dòng tiền khống tại SCB, hợp thức hóa về tư cách trái chủ sơ cấp. Các cá nhân được thuê lập ký khống các chứng từ giao dịch, nộp rút tiền mặt, chuyển khoản
và hoạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB cùng trong một ngày nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 công ty phát hành để mua gần 309 triệu trái phiếu. Sau khi hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bà Lan và đồng phạm đã hoàn thành việc tạo lập 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp. Hội đồng xét xử xác định quá trình phát hành trái phiếu có sự tham gia của nhiều cá nhân thuộc Vạn Thịnh Phát và SCB phối hợp triển khai. Các bị cáo sử dụng thủ đoạn gian dối từ việc lựa chọn các công ty phát hành, các công ty mua sơ cấp đến việc xử lý dòng tiền khống và dẫn dụ du khách mua hàng trái phiếu. Như vậy, tội phạm hoàn thành từ thời điểm tiền của bị hại đã chuyển vào SCB. Sau khi chiếm đoạt, các bị cáo đã thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối để rút tiền mặt, che giấu dòng tiền sử dụng vào nhiều mục đích không đúng với phương án phát hành. Các bị cáo đã xây dựng một quy trình làm việc từ khi lựa chọn công ty phát hành, ghi các hợp đồng khống, chạy dòng tiền khống, bán cho các công ty sơ cấp, phân phối cho hàng trăm nghìn người dân. Quá trình này thể hiện ý thức chiếm đoạt trước khi thực hiện hành vi. Đây là dấu hiệu đặc trưng của tội danh nói trên. Tòa không có căn cứ chấp nhận quan điểm của một số bị cáo hoặc luật sư cho rằng không nhận thức được hành vi khi thực hiện phạm tội. Hội đồng xét xử nêu quan điểm. Đối với về tội rửa tiền, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Lan nhằm che giấu nguồn tiền và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỷ đồng tham ô của SCB, chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản. Hành vi này nhằm tránh việc các cơ quan tổ chức phát hiện, truy vết dòng tiền. Tổng hợp tổng số tiền lừa đảo của các trái chủ là hơn 30.000 tỷ đồng. Bà Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa tiền với tổng cộng là 445.747 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cho rằng cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và bà ba đồng phạm là đúng người đúng tội, không oan sai. Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng nhiều bị hại nên cần phải có mức án nghiêm trọng răn đe, giáo dục. Hội đồng xét xử xác định bà Lan là người đưa ra chủ trương, chỉ đạo cấp dưới, chỉ đạo nhiều hành vi phạm tội nên phải chịu trách nhiệm chính, phải có hình phạt nặng nhất mới đủ sức răn đe. Đối với bị cáo Chu Lập Cơ, Trương Huệ Vân, cháu bà Lan, Ngô Thanh Nhã, em dâu được hội đồng xét xử ghi nhận cho nhiều tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình. Chiều ngày 17 tháng 10, hội đồng xét xử tiếp tục công bố bản án. Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc dẫn độ đối tượng khủng bố Yquin Badap về Việt Nam. Tại họp báo thường kỳ chiều 17 tháng 10, báo chí đã đặt câu hỏi với người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng về việc Tòa án Thái Lan quyết định dẫn độ đối tượng khủng bố Yquin Badap về Việt Nam. Bà Phạm Thu Hằng khẳng định, Yquin Badap là đối tượng trực tiếp tuyển mộ, kích động, thực hiện vụ khủng bố 11 tháng 6 2023 ở Đắk Lắk, gây hậu quả nghiêm trọng. Đối tượng đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử và kết án 10 năm tù vì tội khủng bố. Việc dẫn độ đối tượng Y về Việt Nam là phù hợp nhằm bảo đảm mọi đối tượng phạm tội bị xử lý theo pháp luật. Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan chức năng Thái Lan để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật hai nước. Vụ tấn công ngày 11 tháng 6 năm 2023 xảy ra tại hai xã Ea Tiêu và Ea Cater khiến 19 người thiệt mạng. Nhiều người bị thương, phá hủy tài sản của nhà nước và nhân dân. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là hành động khủng bố, có tổ chức, đã được các đối tượng lên kế hoạch từ trước và có sự chuẩn bị kỹ càng, thực hiện hành vi manh động và man rợ. Yquin Badap là đối tượng từ lâu đã có nhiều hoạt động kích động, gây rối tại Việt Nam trước khi qua Thái Lan để tị nạn, nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Báo chí nước ngoài cho biết, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Yquin Badap từ tháng 6 năm 2023 với cáo buộc cư trú quá hạn và mới đây tòa án ở Thái Lan đã quyết định dẫn độ đối tượng này về Việt Nam. Tháng 7 năm 2023, trả lời câu hỏi của dân Việt về vụ khủng bố này, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper nói, về những gì đã xảy ra ở Đắk Lắk, Hoa Kỳ không bao giờ dung thứ cho những gì đã xảy ra, khi có bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi gửi lời chia buồn tới gia đình của những người đã thiệt mạng trong vụ việc đó và lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể về những gì đã xảy ra và việc sử dụng các phương tiện bạo lực. Lãnh đạo trường Đại học Thủ Dầu Một nói gì về việc thu sai 37 tỷ đồng nhưng không hoàn trả cho sinh viên? Những ngày gần đây, việc trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương thu học phí chưa phù hợp quy định 37 tỷ đồng đã gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói, thay vì lựa chọn trả lại số tiền thu chưa hợp lý cho sinh viên, trường lại nộp vào ngân sách nhà nước. Trước dư luận cho rằng nhà trường cần phải trả tiền cho học sinh về khoản tiền thu sai này vì nộp ngân sách,
Chiều 16 tháng 10, đại diện lãnh đạo trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết đã nghiêm chỉnh và kịp thời chấp hành về kết luận của Kiểm toán Nhà nước về vấn đề thu học phí năm học 2020-2021 và 2021-2022. Trong thời gian này, trường chưa tự chủ tài chính, trường thu học phí theo quy định khung học phí do nhà trường ban hành. Đại diện nhà trường nhấn mạnh, trường không thu sai, lạm thu về học phí của sinh viên. Trường thực hiện nhân hệ số đối với tín chỉ thực hành theo quy định của chính phủ, việc quy định theo quy định chung của một mức học phí, trong khi chương trình đào tạo của nhà trường có tín chỉ lý thuyết và tín chỉ thực hành dẫn tới sự chênh lệch trong việc thu học phí giữa hai loại tín chỉ. Cụ thể, đại diện trường Đại học Thủ Dầu Một giải thích nguyên nhân là có sự khác nhau trong cách hiểu và áp dụng các quy định của pháp luật vào việc xác định học phí đối với các tín chỉ. Sau khi tính toán theo thực tế chương trình đại học, ban giám hiệu nhà trường, hội đồng nhà trường đã đề ra quyết định mức học phí tín chỉ thực hành bằng 1,5 lần so với tín chỉ lý thuyết. Với cách xác định học phí này, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu nhà trường hoàn trả cho sinh viên. Việc nhà trường chọn phương án nộp ngân sách nhà nước, phía nhà trường cho biết, với cách xác định học phí này chỉ ảnh hưởng tới học phí học phần thực hành. Thêm vào đó, số lượng các tín chỉ thực hành của mỗi sinh viên là khác nhau, lựa chọn theo đăng ký môn học từ cá nhân sinh viên và nhà trường cần phải rà soát lại từng trường hợp. Sau khi có kết luận của kiểm toán, nhà trường chỉ có gần 3 tháng để chấp hành kết luận điều tra và kịp thời thực hiện các kết luận kiểm toán. Vì vậy, nhà trường không đủ thời gian kiểm soát và hoàn trả tiền cho từng sinh viên. Đồng thời lúc đó, qua rà soát sơ bộ, phần lớn sinh viên đã ra trường và mỗi sinh viên đăng ký khối lượng tín chỉ lý thuyết và thực hành khác nhau nên việc rà soát hoàn trả cho từng sinh viên trong thời gian ngắn là điều rất khó. Đại diện trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết. Đại diện trường đại học cũng thông tin thêm đang chờ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để thực hiện hài hòa, đúng quy định, đúng kết luận kiểm toán, đảm bảo quyền lợi học sinh. Theo tính toán của nhà trường, nếu thực hiện phương án trả tiền cho sinh viên sẽ mất 1 năm để có thể hoàn thành. Bên cạnh đó, nhà trường có thể gặp nhiều khó khăn bởi nhiều khả năng sinh viên không còn dùng tài khoản ngân hàng đã dùng trong nhà trường để đóng học phí. Mặc dù thông tin của sinh viên vẫn còn, song về phương thức liên hệ có thể gặp trục trặc nếu sinh viên không dùng email hay số điện thoại đã đăng ký khi đi học với nhà trường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày.